Những người thừa kế của ông Lee Kun-hee, chủ tịch tập đoàn công nghệ Samsung, sẽ phải đóng một trong những khoản thuế thừa kế lớn nhất từ trước đến nay, 6 tỷ đô la. Theo tính toán của tờ CNBC, ba người con của ông Lee Kun-hee sẽ phải trả mức thuế kịch khung 50%, tức khoảng 6 tỷ đô la. Ông Lee Kun-hee có ba người con, trong đó có hai con gái và một người con trai 45 tuổi sắp kế thừa cơ nghiệp của tập đoàn Samsung. Trong khi đó, tổng số tiền thuế mà chính phủ Mỹ thu được từ thuế tài sản và thuế tặng trong vòng một năm chỉ vào khoảng 16 tỷ đô la. Và con số 6 tỷ đô la này cũng nhiều gấp 3 lần mức thu thuế thừa kế của Hàn Quốc trong năm 2012. Nguồn tin cho biết những người thừa kế của Samsung đang nỗ lực giảm mức thuế cao kỷ lục này xuống. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nỗ lực này có thể ảnh hưởng đến quyền kiểm soát và sở hữu của họ trong Samsung, vốn có một cấu trúc sở hữu phức tạp và chồng chéo giữa các cổ đông. Tổng tài sản của ông Lee Kun-hee đa phần nằm trong cổ phần của Samsung Electronics và Samsung Life Insurance với giá trị thị trường vào khoảng 13.000 tỷ won, tương đương 12,7 tỷ đô la. Ông Lee Kun-hee năm nay đã 72 tuổi, vừa phải nhập viện vào tháng trước vì một cơn trụy tim. Người thừa kế sáng giá nhất chính là con trai cả, Lee Jae-yong, hiện là phó chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics, là cổ đông lớn trong nhóm cổ đông đang điều hành tập đoàn này với 25,1% cổ phần tính đến cuối năm 2013.